Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Vả, dân Philippines tranh chiến với Israel. Dân Israel chạy trốn khỏi trước mặt dân Philippines. Có nhiều người bị thương chết trên núi Gilboa. Dân Philippines đuổi theo kịp Saul và các con trai người, đánh giết các con trai ấy là Jonathan, Abinadab và Malchishua. Cơn giặc rất kịch liệt, làm cho Saul thiệt cực khổ. Khi lính cầm cung kịp đến người, bèn bắn người bị thương. Saul biểu kẻ vác binh khí hầu mình rằng: "Ngươi hãy tuốt gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục ta." Song kẻ vác binh khí người không khứng vâng mạng vì lấy làm sợ hãi. Saul bèn cầm lấy gươm mình, cúi thúc vào ngực. Khi kẻ vác binh khí thấy Saul chết rồi thì cũng lấy gươm cúi thúc vào ngực mình luôn. Vậy Saul, ba con trai người và cả nhà người đều đồng nhau chết. Khi dân Israel ở trong đồng bằng thấy đạo binh chạy trốn, Saul cùng các con trai người đã chết rồi, thì bỏ thành mình mà trốn đi. Dân Philippines đến ở trong các thành ấy. Ngày hôm sau, dân Philippines đến bóc lột những kẻ tử trận. Thấy Saul và các con trai người ngã chết trên núi Gilboa, chúng bóc lột thây Saul, chém đầu người, cất lấy binh khí người, rồi sai kẻ đi khắp xứ Philippines để báo tin cho các thần tượng và dân sự. Chúng để binh khí của người tại trong miễu các thần của chúng nó, còn đầu người thì đóng đinh treo trong chùa Dagon. Khi dân cư Yabe ở Galaad nghe những điều dân Philippines đã làm cho Saul, thì những người mạnh dạn đều trỗi dậy đi lên cướp lấy xác vua Saul và xác các con trai người, đem về Yabe chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Yabe, đoạn kiêng ăn 7 ngày. Ấy vậy, vua Saul chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài, lại vì đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy vì cớ ấy Ngài giết người, dời nước người cho về David, con trai Isai. Chương 11. Lúc ấy cả Israel đều nhóm đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: "Kìa, chúng tôi vốn là xương thịt của ông. Khi trước dầu Saul còn cai trị chúng tôi thì ông đã dẫn dân Israel vào ra, và Jehovah Đức Chúa Trời của ông có phán cùng ông rằng: Ngươi sẽ chăn nuôi dân ta là Israel làm quan tướng chúng nó." Ấy vậy, các trưởng lão Israel đến cùng vua ở Hebron. David bèn lập giao ước với chúng tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, chúng sức dầu cho David làm vua trên Israel, y như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Samuel phán ra vậy. David và cả dân Israel đi lên thành Jerusalem, ấy là Jebu. Ở đó có người Jebusit là dân của xứ. Dân cư Jebu nói cùng David rằng: "Ngươi sẽ chẳng hề vào đây." Dầu vậy, David chiếm lấy đồn lũy Siôn, ấy là thành David. David nói rằng: "Hễ ai hãm đánh dân Jebusit trước hết, ắt sẽ được làm trưởng và làm tướng." Vậy Joab, con trai Seruya, đi lên đánh trước hết, nên được làm quan trưởng. David ở trong đồn, vậy nên gọi là thành David. Người xây tường thành bốn phía, từ Milo cho đến khắp chung quanh, còn phần thành dư lại thì Joab sửa sang. David càng ngày càng cường thạnh vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng người. Đây là những kẻ làm tướng, các lính mạnh dạn của David, và đã phò giúp người được ngôi nước cùng với cả Israel, lập người lên làm vua y như lời Đức Giê-hô-va đã phán về Israel. Này là số các lính mạnh dạn của David: Yashobeam, con trai của Hakmoni, làm đầu các tướng ấy;
ấy là người dùng giáo mình mà giết 300 người trong một lượt. Sau người có Eleasa, con trai của Dodo ở Ahoa, là một người trong ba người mạnh dạn. Người này ở cùng David nơi Phadamim khi quân Philistine nhóm lại đặng giao chiến. Ở đó có một đám ruộng mạch nha, và dân sự đều chạy trốn khỏi mặt dân Philistine. Còn họ đều đứng trong ruộng, binh vực nó và đánh hơn dân Philistine. Và Đức Giê-hô-va khiến cho họ đặng sự thắng trận rất lớn. Trong bọn 30 người làm tướng, có 3 người đi xuống hang đá Adulam đến cùng David, còn đạo quân Philistine đóng trại tại trong trũng Rephaim. Lúc ấy David ở trong đồn, và có phòng binh của dân Philistine ở Bethlehem. David ước ao rằng: "Than ôi, chớ gì ai ban cho ta nước uống của giếng bên cửa thành Bethlehem." Vậy, ba người này xông ngang qua trại Philistine, múc nước trong giếng bên cửa thành Bethlehem đem về cho David uống. Song người chẳng chịu uống, bèn rải nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: "Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi làm sự này. Tôi hẳn không uống huyết của ba người này đã liều thân mình đặng đem nước đến. Vì cớ ấy nên người không chịu uống." Ấy là công việc của ba người mạnh dạn đó đã làm. Lại có Abishai em của Joab làm đầu trong ba người mạnh dạn. Người dùng giáo mình mà giết 300 người, nên nổi danh tiếng trong ba người ấy. Trong ba người mạnh dạn ấy, người sang trọng hơn, được làm trưởng của họ, song chẳng bằng ba người trước. Lại có Benaya, con trai Jehoiada ở Capsen, là một người mạnh dạn đã làm nhiều công việc cả thể. Người đã giết 2 người Moab mạnh bạo hơn hết. Trong kỳ sa tuyết, người xuống một cái hố giết một con sư tử. Người cũng đánh giết một người Egypto cao 5 thước. Người Egypto cầm nơi tay cây giáo lớn bằng trục máy dệt. Còn Benaya xuống đón người, cầm một cây gậy, rút lấy giáo khỏi tay người Egypto, dùng giáo nó mà giết nó. Ấy là công việc Benaya, con trai Jehoiada đã làm, được nổi danh tiếng trong ba người mạnh dạn. Trong 30 người mạnh dạn, người được sang trọng hơn hết, song chẳng bằng ba người trước. David nhận người vào bàn mật nghị mình. Lại có các người mạnh dạn trong đạo binh là Asaen em của Joab, Elkanan con trai của Dodo ở Bethlehem, Samot người Haron, Helet người Phalon, Ira con trai của Iket ở Thekoa, Abiese ở Anatot, Sibekai ở Husa, Ilai ở Ahoa, Maharai ở Netopha, Helet con trai của Baana ở Netopha, Itai con trai Ribai ở Gibea thành của con cháu Benjamin, Benaya ở Phirathon, Hurai ở Nahalegaat, Abien ở Araba, Atmavet ở Bahurim, Eliakba ở Sa-anbon, Benehashem ở Gison, Jonathan con trai Sage ở Hara, Ahiyam con trai Shaka ở Hara, Elipha con trai Ure, Hefe ở Mekera, Ahiya ở Phalon, Hetro ở Cạc-mên, Na-arai con trai Ebai, Yoen em của Nathan, Mibeha con trai của Hagari, Selek là người Ammon, Naharai ở Beeroth là kẻ vác binh khí của Joab con trai của Seruya, Ira ở Yethe, Gareb cũng ở Yethe, Uri người Hetit, Sabak con trai Aklai, Adina con trai của Shisa người Ruben làm trưởng dòng Ruben và có 30 binh chiến ở với người, Hanan con trai của Maaka, Yosaphat ở Methen, Usia ở Attaroth, Shama và Yehien con trai của Hotam ở Aroe, Yediaen con trai của Shimri, Yoha anh em người dân Thishit, Elien ở Mahavim, Yeribai và Yosavia con trai của Ennaam, Gitma là người Moab, Elien, Obed và Yaashien là người Mesoba. Chương 12. Trong khi David tránh khỏi mặt Sauler con trai của Kích,
thì có mấy người mạnh dạn đến cùng người tại Siết Lát giúp đỡ người trong cơn giặc. Chúng đều có tài dương cung, giỏi dùng dây gión liện đá, cầm cung bắn tên hoặc bằng tay hữu hay là bằng tay tả. Cả đều thuộc về dòng Sao Lơ, về chi phái Benjamin. Này là tên họ. Ahiese làm đầu và Joach, con trai của Shema ở Gibea, Yesien và Phelet, con trai của Atmavet, Beraka, Yehu ở Anatot, Gitmaya ở Gabaon là kẻ mạnh dạn trong 30 người kia và làm đầu họ. Lại có Jeremy, Yahasien, Yohanan, Yosabat ở Gedera, Elusai, Yerimot, Bealia, Shemaria, Shephatia ở Harod, Enkana, Yishia, Asaren, Yoese và Yashobeam người Kore, Yoela và Sebadia, con trai của Jeroham ở Gedo. Trong chi phái Gác, có những người tới cùng David tại nơi đồn trong đồng vắng, vốn là kẻ mạnh mẽ, có tài chiến trận, cầm khiên, cầm giáo, diện mạo như sư tử, lanh lẹ như hoàng dương trên núi. Ese làm đầu, Obadia thứ nhì, Eliab thứ ba, Mitmana thứ tư, Jeremy thứ năm, Atai thứ sáu, Elien thứ bảy, Johanan thứ tám, Ensabat thứ chín, Jeremy thứ mười, Macbanai thứ 11. Chúng đều là con cháu của Gác và làm quan cai cơ binh. Kẻ nhỏ cai 100 người, kẻ lớn cai 1.000 người. Ấy là những kẻ đi qua sông Giô-đan trong tháng Giêng, lúc nước ngập hai bên bờ, đuổi các dân sự ở tại trũng hoặc về phía đông hay về phía tây. Lại có người thuộc về Benjamin và Judah cũng đi tới cùng David trong đồn người. David ra đón rước chúng mà nói rằng: Nếu các ngươi đến cùng ta cách hòa bình để vùa giúp ta, thì lòng ta sẽ hiệp cùng các ngươi. Ví bằng các ngươi thầm mưu lừa ta cho kẻ thù nghịch, nguyện Đức Chúa Trời của tổ phụ ta xem xét và đoán phạt, vì tay ta không có phạm điều lỗi nào. Khi ấy có Amasai làm đầu trong 30 người ấy, được Thánh Linh cảm động mà nói rằng: Hỡi David, chúng tôi đều về ông. Hỡi con trai Isai, chúng tôi binh vị ông. Nguyện ông được bình yên, bình yên. Nguyện kẻ giúp đỡ ông cũng được bình yên, bởi vì Đức Chúa Trời ông phò trợ ông. David bèn nhận tiếp các người ấy, đặt làm tướng. Cũng có mấy người thuộc về Manasse đến theo David khi người cùng quân Philistine đi giao chiến cùng Saul. Song họ chẳng giúp đỡ quân Philistine, vì các quan trưởng Philistine bàn luận nhau rằng: Sợ e nó trở về cùng Saul chủ nó, làm nguy cho đầu chúng ta chăng? Khi người trở về Siết Lát, có mấy người bởi Manasseh đến theo người là Acna, Yosabat, Yediaen, Mikaen, Yosabat, Elihu và Silethai đều làm quan cai ngàn quân trong chi phái Manasseh. Những kẻ này phò giúp David đối địch với quân giặc cướp, bởi vì chúng đều là người mạnh dạn và làm quan tướng đạo binh. Hằng ngày có người đến cùng David đặng giúp đỡ người, cho đến khi thành đạo quân lớn như đạo quân của Đức Chúa Trời. Đây là số các quân lính đến cùng David tại Hebron đặng làm cho nước Saul thuộc về người, theo như lời của Đức Giê-hô-va. Trong con cháu Giu-đa có 6.800 người đều cầm khiên, cầm giáo, sắm sửa tranh chiến. Bởi con cháu Simeon có 7.100 người mạnh dạn đều ra trận được. Bởi con cháu Lê-vi có 4.600. Giê-hô-gia-đa cai quản nhà A-rôn và với người có 3.700 người. Lại có Sa-đốc là kẻ trai trẻ mạnh dạn và với người có 22 trưởng của nhà cha người. Về con cháu Benjamin, anh em của Saul được 3.000 người, vì đến bấy giờ phần lớn hơn chúng nó còn đang theo nhà Saul. Về con cháu Ephraim có được 2.800 người, đều là người mạnh dạn có danh tiếng trong nhà cha mình. Về nửa chi phái Manasseh có 1.800 người, ai nấy đều kể từng tên đến đặng lập David làm vua. Về con cháu Issachar có những kẻ hiểu biết thì giờ và việc dân Israel nên làm.
chúng có 200 trưởng tộc, còn những người anh em chúng cũng vâng lệnh chúng bàn. Về Sabulon có 5 vạn người hay bày trận, cầm các thứ binh khí dự bị đặng giao chiến, hàng ngũ chỉnh tề, có một lòng một dạ. Về Nephtali có 1.000 quan cai với 3.700.000 người cầm khiên cầm giáo theo mình. Về Dan có 2.800.600 người có tài dàn trận. Về Asher có 4.000.000 người hay kéo ra chinh chiến và có tài dàn trận. Còn về Ruben, Gad và về nửa chi phái Manasse ở bên kia sông Jordan có 12.000.000 người cầm các thứ binh khí sẵn ra trận. Những người này là lính chiến, có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hebron đặng lập David làm vua trên cả Israel. Còn những người khác trong Israel cũng đều một lòng một dạ muốn tôn David làm vua. Chúng ở lại với vua David 3 ngày và ăn uống, vì anh em của chúng đã sắm sẵn cho. Còn những người ở miền lân cận hơn, cho đến đất Isaka, Sabulon và Nephtali, đều đem chở bằng lừa, lạc đà, con la và con bò, nào bánh mì, bột miến, trái vả, nho khô, rượu, dầu, cùng dẫn bò và chiên đến rất nhiều, bởi vì có sự vui vẻ nơi Israel. Thi Thiên 132. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của người. Thế nào người thề cùng Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với đấng toàn năng của Gia-cốp? Tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên giường tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ở cho đấng toàn năng của Gia-cốp. Kìa, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ê-phơ-rát, có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a. Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, thờ lại trước bệ chân Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, với hòm về sự năng lực Ngài. Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa reo mừng. Vì cớ David là kẻ tôi tớ Chúa, xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu sức dầu của Chúa. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng: ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sinh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời. Ta sẽ ngủ ở đây vì ta có ước ao như thế. Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê. Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy, và các thánh nó sẽ reo mừng. Tại đó, ta sẽ khiến sừng David đâm chồi. Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người, còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người. Chương 13. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: cũng xảy ra trong ngày đó, ta sẽ trừ bỏ các danh của các thần tượng khỏi đất này, người ta sẽ không ghi nhớ đến nữa. Ta cũng sẽ khiến các tiên tri và quỷ ô uế ra khỏi đất này. Từ rày về sau, nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha và mẹ nó là kẻ đã sinh nó ra sẽ nói cùng nó rằng: mày sẽ không sống nữa, vì mày nhân danh Đức Giê-hô-va mà rao những lời dối. Cha và mẹ là kẻ đã sinh nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Sẽ xảy ra trong ngày đó, khi những tiên tri nói tiên tri, thì ai nấy sẽ bị xấu hổ về sự hiện thấy của mình. Họ cũng sẽ không mặc áo choàng bằng lông để dối trá nữa. Nhưng nó sẽ nói rằng: ta không phải là tiên tri bèn là kẻ cày ruộng, vì ta đã làm tôi mọi từ thuở nhỏ. Nếu ai hỏi rằng: những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi cớ gì? Thì nó sẽ đáp rằng: ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà bạn ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta và nghịch cùng người làm bạn hữu ta. Hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tản lạc, và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ.
Đức Giê-hô-va phán rằng: xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng: ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Chương 14. Này, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn. Phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Ác Sang, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Cả đất sẽ làm nên đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rimmon về phía nam Jerusalem. Thành này sẽ được nhắc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Benjamin cho đến chỗ cửa thứ nhất và đến cửa góc, lại từ tháp Hananeen cho đến những nơi ép rượu của vua. Người ta sẽ ở đó, nó chẳng bị rủa xả nữa, nhưng Jerusalem sẽ được ở yên ổn. Vả này sẽ là tai vạ mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Jerusalem. Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đang đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó, vì ai nấy sẽ nắm tay cả lân cận mình, và tay người này sẽ giá lên nghịch cùng tay người kia. Giu-đa cũng sẽ tranh chiến tại Jerusalem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó, vàng, bạc và những áo sống rất nhiều. Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa và hết thảy thú vật trong dinh trại đó đều bị ôn dịch như vậy. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó thì mưa cũng không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy, hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy. Trong ngày đó sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: thánh cho Đức Giê-hô-va. Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn thờ. Mọi nồi ở trong Jerusalem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Phàm những kẻ dân tế lễ sẽ đến lấy nồi mà nấu. Và trong ngày đó sẽ không còn có người Canaan trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài.
để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.